Dạ chào bác ạ. Chào cháu. Dạ. Con chào bà. Bác khỏe hả? Bác vẫn khỏe cháu ạ. Dạ. Đưa đây con. Dạ đây là hồng sâm. Bác cứ uống đi, rất tốt cho sức khỏe đó bác. Trời ơi, đã tới thăm thì thôi. Dạ. Mà bà đặt mua làm chi cho tốn tiền. Bác già rồi, uống bổ khỏe làm gì cho nó mệt không biết nữa. Dạ bác đừng nói vậy, càng già thì cần phải quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn chứ. Dạ. Thuốc này uống bổ lắm đó bác. Còn có một thân một mình thôi, sống dai dẳng trên đời này còn có ý nghĩa gì đâu cháu. Nhưng mà nếu cháu có rảnh á thì cháu hứa với bác, dắt bác ra mộ của thằng Lãng á, đặng bác thăm nó, nghe cháu. Dạ được, bác cứ chăm lo sức khỏe cho tốt. Khi nào rảnh cháu hứa cháu sẽ đưa bác đi. Cháu hứa rồi đó nghe. Hứa rồi đó. Dạ. Thiệt là nghĩ lại hồi xưa á, thì ở dưới quê á cũng vui. Mỗi lần mình buồn á thì có bà con lối xóm người ta tới, người ta thăm mình, ta hỏi han. Còn từ hồi mình lên đây tới giờ á, suốt ngày cứ ngồi ru rú trong nhà cũng như là một cái bóng ma vậy á. Cứ mỗi lần vậy á nghe, bác lại thấy nhớ thằng Du Lãng vô cùng. Mặc dù nó là một thằng tội phạm, trời không dung, đất không tha, nhưng trong con mắt của bác á, nó cũng là một thằng con trai bé bỏng tội nghiệp của bác mà. Con hiểu tâm trạng của bác mà. Cháu không muốn bác ra ngoài vì nhiều lý do riêng. Ngày xưa con trai bác có nhiều kẻ thù, cháu chỉ sợ là bọn chúng nắm được thân phận của bác sẽ tìm đến gây phiền phức thôi. Tội nghiệp cho bác. Bác hiểu, bác hiểu mà. Cảm ơn cháu quá. Chỉ cần bác nhớ lời cháu dặn là được, không để người lạ vào nhà. Và bác cũng đừng có tự ý đi ra ngoài. Có gì mà tại vì cháu coi bác như má cháu vậy mà. Dạ. Thỉnh thoảng cháu lẫn lộn cách xưng hô. Dạ. Nói chuyện với những người lớn tuổi, cháu thường cảm thấy họ như là má của mình vậy. Quả thật là hắn có quay lại đó, và sẽ còn quay lại nữa. Chúng ta mà cứ như vậy ở đây, anh Long mà về bất chợt, chị em mình có nước chết chắc. Chị cái gì mà chị chứ. Tôi đã nói rồi, mỗi lần chúng ta gần gũi mình phải gọi tôi là em. Chị gì cái gì. Tôi giận đó. Thôi tôi xin lỗi, tôi quên mà. Nhưng cũng phải hiểu cho tôi chứ. Đại ca và Hoàng Phú mà biết thì làm sao tôi có cơ hội ở bên mình nữa. Mình cứ yên tâm, Hoàng Long ra ngoài ô thăm má ổng rồi. Mình cứ từ từ, để em tính xem có cách nào mà để tụi mình được ở bên nhau mà không phải lo sợ gì hết. Mình cũng thừa biết Hoàng Long không phải là tay dừa. Không chừng trong cái đầu cáo của hắn đang về chừng chúng ta. Một kẻ mưu mô xảo quyệt như hắn, chúng ta không thể xem thường hắn được. Mình làm sao mà hiểu ông ấy bằng em chứ.
Từ từ rồi cũng sẽ có cách. Một khi ông ấy mà bị cô lập thì chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Ý mình là những cánh tay đắc lực trung thành với Hoàng Long như Cường và Ba Gà, chúng ta phải tìm mọi cách để lôi kéo chúng. Nếu không, chúng ta sẽ không tài nào thắng được đâu. Mình quả thật là thông minh, tôi phục mình sát đất luôn đó. Nhưng có một điều, Ba Gà thì khỏi phải bàn, còn tên Cường, hắn không phải là tay dừa. Nếu như không thuyết phục được hắn, hắn sẽ trở thành vật cản lớn của chúng ta sau này. Mình chờ đi, em sẽ có cách. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe theo lời của em là được. Hồi nãy bà nhầm cũng hay thiệt. May mà bà nội không nghi ngờ gì. Bà, không lẽ bà muốn giấu chuyện này suốt đời hay sao? Phải. Con nghĩ bà nội cũng lớn tuổi rồi, cũng không còn sống được bao lâu. Nếu bà nội chết đi á, bà không biết con trai mình còn sống, con thấy cũng hơi phũ phàng. Hay bà nói sự thật cho bà nội biết đi. Có phũ phàng bằng bà bị bại lộ rồi phải vào nhà đá không? Con nghĩ bà cứ nói bà nội giữ kín chuyện này là được. Dù gì bà nội cũng là người nhà mà. Tuyệt đối không được. Người già thường giống trẻ con, có những lúc bộc phát không biết đâu mà lường. Với lại trong nhà bà nội còn có ô xin, cẩn tắc dù ai nói. Như lúc sáng con đã nói, nếu có người thứ ba mà biết được thì mọi chuyện sẽ không dám chắc như hiện tại đâu con. Kìa, con ra ngoài coi phải thằng Long nó lại không? Dạ. Ông tìm ai vậy? Tôi là nhân viên bán hàng, chuyên cung cấp thực phẩm chức năng. Tôi đến đây để giới thiệu sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm dành cho người già. Sử dụng sản phẩm này có thể tăng tuổi thọ. Mà nói nghe ông đừng có buồn, mời ông đi chỗ khác bán đi. Chứ bà của tôi á là uống hồng sâm mỗi ngày luôn á, cho nên là chắc không có cần mấy cái thực phẩm chức năng chất nọt gì của ông đâu ha. Khoan đã. Cái gì? Cô cứ vô hỏi bà cụ thử coi, biết đâu bà cụ chịu mua thì sao? Tôi đã nói rồi, không có mua miết gì hết á. Nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi nhịn vậy á chứ nóng tánh lắm đó. Ông mà không đi á là tôi xử ông luôn đó. Ông tin không? Cứ coi như là tôi năn nỉ cô bé một lần. Cứ năn nỉ hoài à. Nếu mà cô chịu giúp tôi, tôi sẽ tặng cho cô nguyên một hộp kem trị mụn. Loại này rất là tốt, có thể đặc trị tất cả các loại mụn. Hình như mặt cô cũng nhiều mụn thì phải. Nhưng mà không có được. Người lạ tuyệt đối không được bước chân vô nhà chủ tôi. Chú Long đã dặn là bây giờ nhiều kẻ giang hồ mà giả danh trí thức lắm, biết không? Biết đâu á nhìn ông vậy á, rồi ông bước vô nhà tôi, rồi ông khống chế hai bà cháu tôi, rồi ông cướp tài sản rồi sao, đúng không? Cô bé cũng tưởng tượng giỏi lắm nha. Tại sao không đi làm nhà văn luôn đi? Tôi vô một lát rồi tôi về liền. Nè. Hoa thơm, ong bướm muốn gần.
hàm răng trắng ngần, ai chẳng muốn hôn. Nè, cô bé răng trắng lắm nha, lại có khiếu nhà văn nữa. Quyết định vậy đi nha. Tặng cô nè. Thôi, nhưng mà tôi nói là không có vô mà. Chú Long dặn là không cho ai vô hết trơn. Tôi bị đuổi rồi sao? Dạ, vô đi. Được rồi. Nhanh lên. Sao ra mở cửa mà lâu quá vậy không biết nữa. Dạ bà ơi, có cái chú này nè, chú tới chú tiếp thị cái gì thực phẩm chức năng, vừa có tác dụng tăng cường tuổi thọ, rồi làm đẹp da, mà đặc biệt là được lấy chồng sớm đó bà. Trời ơi. Dạ, con chào bác. Dạ, con là nhân viên bán hàng của bên thực phẩm chức năng. Dạ. Dạ, con muốn giới thiệu một số mặt hàng mới của công ty con đó bác. Dạ, đây là một số mặt hàng để làm tăng cường tuổi thọ. Con dạ, mời tốt bác lắm dùng đó, thử bà. Dạ. Thuốc lòng cháu tôi nó cho tôi thuốc thiếu gì, thuốc bổ nhiều lắm, thành ra không có cần. Đúng dạ, rồi. Cả rồi. Dạ, thuốc này tốt lắm bác. Cháu tôi nó cũng mới biếu tôi biết bao nhiêu là xăm nhiều lắm. Nếu là xăm thì thực phẩm của con không có cửa bì lại những loại xăm đó rồi. Với cái thằng Long á, nó sống với tôi tốt lắm vậy đó. Nó làm bạn với thằng Du Lãng nhà tôi đó. Nó đối đãi với tôi thiệt là tốt, cho nên tôi coi nó cũng như là con cháu ruột trong nhà vậy đó. Vậy anh Long không phải là cháu mà là bạn của con trai bác hả? Nó coi tôi cũng như là người thân vậy đó. Thành ra tôi cũng coi nó như là con trai của mình vậy hà. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy nó là tôi nhớ tới thằng Du Lãng con của tôi. Nó chết cách đây 26 năm rồi. Cháu xin lỗi đã khiến bác nhớ lại chuyện buồn. Không phải á, là chú nhắc là bà tôi mới buồn đâu. Mà ngày nào bà cũng lấy thư của chú Lãng ra đọc hết, mà mỗi lần đọc là khóc sướt mướt như vậy đó. Tội nghiệp bà lắm. Sao? Đọc thư hả? Tôi thắng. Em lại thua nữa rồi. Anh quay nghe nói. Chia bài đi anh. Đây, để tôi chia cho. Rồi nè, em tám nút đó. Mở bài kìa. Trời ơi. Ô, chào người đẹp. Đi đâu vậy? Chú không thấy sao còn hỏi. Xuống đây đương nhiên là quýnh bài rồi. Không lẽ là đi spa hay là đi du lịch? Hôm nay có bao nhiêu người vào đánh? Tôi nghe nói cô đang rầu thúi ruột vì đang hết tiền mà. À, mà cái shop hàng ngoại của cô bán chạy lắm phải không? Bỏ cái tay xuống rồi hãy nói. Không. Chú có tin tôi nói chuyện này với ông chủ của chú không? Chỉ cần vài câu nói của tôi thôi, chú sẽ phải biến ra ngoài đường. Vẫn chơi tôi làm dữ chị hai. Có tiền không? Chơi vài vé. Hổng rày con gà đá của tôi nó bị teo cơ rồi. Làm ơn đi. Cầm lấy. Nhưng nhớ không có lần sau đâu. Mày mốt rảnh đi đá gà với tôi như người đẹp. Có tiền không? Cho tôi mượn một ít để làm vài gián đi. Quan sát kỹ và học hỏi đi. Còn quan trọng hơn số tiền mà cô cần mượn đó.
Đây là 300 triệu tiền mặt. 3 lượng vàng, mỗi lượng vàng tương đương 37 triệu, tổng cộng là 411 triệu. Tôi đặt hết. Vậy cũng thu này lại xuống xéo quá. Con mời chú uống trà. Chú cảm ơn. Hết trà rồi, chú chờ con chút nha. Quả thật rất xúc động. Đúng là con người ta, dù có là gì đi chăng nữa, nhưng đối với người thân của mình, nhất là mẹ của mình, thì họ vẫn luôn là một đứa con. Cậu Long á, cậu hứa với tôi là vài hôm nữa là sẽ đưa tôi đi thăm mộ Du Lãng. Em à, ngày mai là đám giỗ của ba. Em có tính cho con gái của mình về thăm mộ ông ngoại không vậy? Không, con nó bận bịu công việc làm sao mà đi được chứ. Nếu nó rảnh á thì về thắp cho ông ngoại cây nhang là được rồi. Em có thể cho anh biết tại sao trong suốt bao nhiêu năm qua em chưa khi nào cho con mình về thăm quê ngoại của nó vậy? Mai em với anh về thăm mộ ba sớm. Tối nay chở em đi siêu thị mua một ít hoa quả. Sao em không chịu trả lời câu hỏi của anh? Bây giờ nó lớn rồi, ít nhiều gì em cũng phải cho nó biết cội nguồn của nó chứ. Em ngăn cản nó tìm về với cội nguồn của nó như vậy là không đúng đâu. Anh nói vậy là ý gì đây? Anh muốn tôi nói ra sự thật. Anh không phải là cha của Bích Dân chứ gì, đúng không? Anh muốn như vậy không? Không phải như vậy. Em hiểu lầm ý của anh rồi. Cho đến khi anh chết đi, anh cũng chỉ mong muốn một điều rằng anh là người cha duy nhất của nó. Ý của anh là quê hương, là nguồn cội, là tổ tiên của con bé. Đáng lẽ em không nên cắt đứt mối liên hệ giữa tình cảm này của con mới phải. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Bộ anh tưởng là em muốn làm như vậy lắm sao? Nếu anh muốn biết rõ mọi chuyện thì anh tự tìm hiểu đi. Anh đừng có giày dò em nữa. Ông anh nhát gan vậy? Có gian thắng thì cũng phải có gian thua chứ. Nhưng mà tôi mới vừa thua 500 triệu, cậu có biết không? 500 triệu xá gì với một đại gia như anh? Hay là vậy, tôi cho anh mượn tiền để gỡ lại những gì đã mất, được không? Cậu nói thật sao?
tất nhiên. Cô có giấy bút ở đó không? Cho tôi mượn đi. Cô đã sáng mắt ra chưa? Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, hắn đã thua tôi 2,5 tỷ. Không những vậy, chiếc xe hộp đắt tiền này đã thuộc về tôi. À không, hoàn toàn thuộc về đại ca của tôi. Môi tiền của đại gia. Để trở thành đại gia. Cô đã nghe câu nói này bao giờ chưa? À, đại ca của tôi chắc một lát sẽ đến gặp cô. Bây giờ tôi phải thử chiếc xe này một vòng mới được. Bye. À quên, tôi chừng khuôn mặt xinh đẹp của cô đó, Ellie. Không nhầm thì tôi đã từng cảnh báo cô rồi. Hoa hồng nhung, rất nhiều gai nhọn đó. Anh nghĩ em biết rõ thế mạnh của em. Chỉ cần em biết cách tận dụng đó, tiền nhà thu của em sẽ đứng không hết đâu. Bán thân xác để mà kiếm tiền à? Vì cái chuyện đó tôi không có ham đâu. Anh thích cá tính của em, nhưng nói là bản thân hơi quá. Chỉ cần em khôn ngoan và khéo léo chút là đủ. Tóm lại là cô chỉ cần dụ mấy tay đại gia vào cái sòng bạc ở dưới kia là ok rồi. Còn lúc sau thì để tôi xử. Hiểu chưa có đồ gà mờ. Hồi chiều ngồi bên cạnh thằng Tèo mà chưa sớm mắt sao? Nè, chú nói năng như vậy không sợ răng cắn vô lưỡi hay sao? Bà gà nuôi răng. Mà nè, mấy người lừa tiền của người ta nhiều như vậy, không sợ công an sờ gáy sao? Anh hỏi em nè, nếu em là đồng lõa, liệu em có dám đi tố cáo những người cùng hội cùng thuyền với em không? Được thôi, tôi rất sẵn lòng. Nhưng mà tại vì bạn bè của tôi ở Việt Nam không có nhiều, cho nên tôi e là... Em yên tâm đi. Trước khi để em tiếp cận, đối tượng đã được tìm hiểu một cách kỹ càng rồi. Mối quan hệ của em đối với anh nó hoàn toàn không cần thiết. Tôi thật lòng cũng muốn kiếm tiền để lấy lại phong độ cho shop mỹ phẩm của mình. Tôi không muốn ba má của tôi biết, nhìn thấy tôi ở trong tình trạng phá sản khi họ quay trở lại Việt Nam. Anh có thể mở cho em thêm 10 cái shop như vậy. Quan trọng là sự lựa chọn của em thôi. Anh chỉ muốn em ngồi mát ăn bát gà, nhưng tại vì em cứ một mực khước từ lòng tốt của anh. Đủ chưa? Em ngồi đi. Hàng đã được chuyển về, Cường đang đưa vào kho. Làm tốt lắm. Nè, uống dành một ly. Nè, uống đi. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Chỉ cần em hết lòng, anh không phụ em đâu. Đây là Hennessy XL. Đúng là có gì lạ thật.
Nói về các loại rượu, với tôi thì không lạ gì, đặc biệt là loại rượu XM này, là loại rượu mà tôi ưa thích. Nhưng mà tại sao cái chai rượu này lại có mùi rất là lạ, khác hẳn với những chai mà tôi đã uống trước đó? Đánh vô ngoài hỏi xem sao. Nếu mà chai rượu này có vấn đề, thằng dâu tụi sẽ không sống nổi với anh đâu. Ra đây tao biểu. Dạ anh Năm. À, dạ. Dạ. Mày muốn chết hả? Sao là bảo sống nhân vậy? Mày muốn chết hả? Ông chủ của mày là một con đàn bà vô cùng sạch rượu, chứ không phải cái đám điên cuồng đang nhảy nhót mà kia đâu. Nghe rõ chưa? Dạ em biết lỗi rồi anh Năm. Dạ em bất cẩn chứ không cố ý. Em hứa là sẽ không có lần sau đâu. Mày nhớ đó, đừng để tao phải chứng kiến vụ này thêm một lần nữa. Dạ. Tao đã nói rồi, đi với Phật thì phải mặc áo cà sa. Dạ. Đi với ma thì phải mặc áo gì, nghe chưa? Dạ dạ. Mày có biết phân biệt dân chơi thứ thiệt với cái loại học đòi hay không? Dạ anh bớt giận. Thú thật là em không có nhầm người, em chỉ nhầm rượu thôi. Mong anh Năm bỏ qua cho em lần này. Làm sao để biết được nơi bọn chúng cất giấu ma túy đây? Làm sao để biết được đây? Cách duy nhất bây giờ là mình phải tạo niềm tin với Hoàng Long. Một khi được hắn tin tưởng rồi, chắc chắn hắn sẽ cho mình đi sâu vào đường dây của hắn. Bích Dân ơi, mày phải cố lên, mày không được dục chí. Mày phải cố lên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng vì sự an toàn của ba mẹ nên con không thể về nhà và thường xuyên thăm ba mẹ được. Con xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ hãy hiểu và thông cảm cho con nha. Con gái mà mê làm cảnh sát chi cho nó khổ. Muốn về nhà cũng không dám về nữa. Nhớ máy cũng không dám đến thăm nữa. Cô, em làm gì mà ngày nào cũng mang hình của con ra ngắm vậy? Tại em thấy nhớ nó quá. Nếu nhớ nó quá thì gọi điện cho nó đi. Em đâu có dám chủ động gọi. Lỡ nó ở bên cạnh kẻ thù, mình gọi nó nguy hiểm thì sao? À, Bích Dân, con mình. Anh nói thiệt hả? Đây, đưa em nói chuyện coi. Nè. Mẹ nghe nè Dân, con khỏe không? Dạ con khỏe. Con đã chuẩn bị đi ngủ vì nhớ mẹ và muốn nghe giọng nói của mẹ, cho nên con gọi. Con có làm phiền ba mẹ không vậy? Phiền cái gì mà phiền. Mẹ với ba đang mong con muốn chết nè. Nè, con phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là phải hết sức cẩn thận nghe con. Con mà có mệnh hệ gì á, mẹ không có sống nổi đâu đó. Dạ con nhớ rồi. Mà ba mẹ cũng phải như vậy nha. Phải ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, rồi phải thường xuyên tập thể dục nữa đó. Mẹ nhớ rồi mà. Nè, con gái mẹ dặn thì làm sao quên được chứ. Con nói chuyện với ba chút nghe, ổng đang mong con lắm luôn á. Nè. Chào con gái của ba. Sao rồi, đi bắt cướp rồi quên luôn ba phải không? Bà của con tốt như vậy, làm sao con quên ba được? Chẳng qua tại vì
Hiện tại bây giờ con bận nhiều công việc quá, cho nên là nhốt bà vào trái tim của con thôi. Con gái của bà ngày càng biết cách ăn nói đó nghe. Nè, bà dặn nè, phải luôn luôn đề cao cảnh giác và phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng lưu động, sẵn sàng chiến đấu. Đừng bao giờ để cho bản thân lâm vào thế bị động nghe con. Nhớ đó. Dạ rõ. À, ngày mai là đám giỗ của ông ngoại. Ba mẹ có về thăm mộ của ông ngoại không? Nếu có thì cho con đi với. Con sẽ xin phép chú Trung nghỉ. Về chuyện này con đừng bận tâm. Con cứ lo làm việc cho tốt đi. Nếu con rảnh thì về thắp nhang cho ông ngoại là được rồi. Bà nghĩ ông ngoại sẽ thông cảm cho con thôi mà. Nhưng con muốn về quê mà. Ba cho con đi đi. Con muốn nhìn thấy mộ của ngoại. Con muốn chào ông ngoại vài câu. Nhưng con biết là mẹ không có thích. Vậy thôi con cúp máy nha. Ba mẹ nhớ đi ngủ sớm đó. Thôi chúc con ngủ ngon nha. Tại sao ông biết rồi mà công ty này vẫn còn hoạt động? Tôi nghe anh Sáu. Dạ, đi thăm mộ của ông và vợ. Dạ. Tía ơi, con xin lỗi tía. Hôm nay đám giỗ tía mà cháu ngoài tía không về được. Con xin lỗi tía, nghe tía. Tía hãy nói cho con biết con phải làm gì bây giờ. Nếu như con giấu con gái con suốt đời, con sẽ mang tội. Nhưng nếu không làm vậy thì tương lai của Bích Dân sẽ ra sao hả tía? Mọi người sẽ nghĩ gì về nó? Nghĩ gì về con? Hôm vừa rồi sếp của Bích Dân có ghé nhà hỏi thăm về Du Lãng. Con lo lắm tía à. Có khi nào ông ấy phát hiện ra được điều gì không tía? Nếu mà ông biết Bích Dân chính là con của ông Trùm Du Lãng thì sao đây hả tía? Tía ơi, con phải làm sao đây hả tía? Tía ơi, con biết làm gì đây tía ơi?
chồng của em mà. Sao em phải giấu anh? Em... Để rồi, hơn 20 năm qua, em phải gồng gánh, chịu đựng một mình. Biết chừng nó là con của ai anh không quan tâm. Anh chỉ biết hiện nay nó là con của anh. Và điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Anh không khinh thường em hay sao? Anh không ghê tởm khi em có con với một tên trùm tội phạm hay sao? Anh yêu chính con người hiện tại của em, chứ không phải trong quá khứ em đã từng có con với ai. Anh biết em có nỗi khổ riêng của mình. Anh mong rằng em đừng tự trách mình. Những gì đã qua, hãy để cho nó qua luôn nha em. Em đang ở đâu? Đi ăn cùng tôi được chứ? Em Ly nghe. Sao em không trả lời tin nhắn của tôi? À, đó là bởi vì tôi vốn dĩ không thích đọc tin nhắn mà. Không thích đọc tin nhắn hả? Vậy từ nay anh chỉ gọi điện thoại cho em thôi. Tôi cũng không thích nghe điện thoại từ một người đàn ông có tình ý với mình. Nói trắng ra là tôi thích đọc thư tình hơn. Thư tình? Anh à, có một điều lạ. Năm nào đám giỗ ba Bích Dân nó cũng về, sao năm nay... Em phải thông cảm cho con, đừng có lo lắng thái quá. Công việc của con mình nhiều khi gặp nguy hiểm, vì vậy càng cảnh giác sẽ càng tốt em à. Thì em nói vậy thôi, chứ em trách gì nó. Hay là mình gọi điện cho Bích Dân nghe anh. Ừ, lắp về nhà anh sẽ gọi, được chưa? Cháu xin lỗi. Cháu đã thất lễ. Bà hãy nói cho con biết con phải làm gì bây giờ. Nếu như giấu con gái con suốt đời thì con sẽ mang tội. Nhưng nếu không làm vậy thì tương lai của Bích Dân sẽ ra sao? Mọi người sẽ nghĩ gì về nó? Nghĩ gì về con hả ba? Bà hãy nói cho con biết con phải làm gì bây giờ. Nếu như giấu con gái con suốt đời thì con sẽ mang tội. Nhưng nếu không làm vậy thì tương lai của Bích Dân sẽ ra sao? Mọi người sẽ nghĩ gì về nó? Nghĩ gì về con hả ba?